Xin chào các bạn. Hoàng đang đứng dưới trời nắng. Đây là view núi nè, rất là đẹp. Nhưng mà hơi chói mắt cho nên là nhìn hơi có nheo nheo, hơi xấu. Rồi, hôm nay Hoàng làm bài Clash Christmas theo một cái yêu cầu của một bạn, và Hoàng cũng thấy nó phù hợp với cái mùa Giáng sinh năm nay. Thành ra Hoàng tranh thủ Hoàng làm cho các bạn luôn. Cái bài này nó buồn man mác. Buồn man mác thôi, không có buồn sâu thẳm, buồn man mác thôi. Cái tempo của bài này á, nó cũng lạ, là 106. Thường á, nếu mà là dance luôn á, là disco luôn á, thì nó 120 đến 140 cái tempo. Còn bài này nó có 106, nên là khá là khó đánh á các bạn. Tức là nó không có ballad hẳn, mà nó cũng không phải là dance hẳn, nó cứ nằm ở chính giữa. Rồi, thế thì nhưng các bạn hãy kế theo cái phần bassline của nó đó. Tum 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 tan 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 ra ra ta ra ta ta ra 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 ta. Bạn cứ nhớ người theo. Bạn cứ nhớ người theo như vậy á thì cái mình đánh sẽ nó ra được cái tính chất. Đây là âm nhạc nha các bạn. Các bạn cố gắng các bạn thể hiện. Các bạn chơi nhạc chứ bạn đừng có máy móc quá. Cứ thoải mái lên ha. Cái người nó cứ như vậy á, đàn nó mới ra ta ta da da ta ta da da ta da pa 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 da 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 ha các bạn ha. Rồi, Hoàng cũng hạ cái tempo xuống lúc mà hướng dẫn á, là khoảng 70 thôi. Nhưng các bạn ở cuối clip Hoàng sẽ để backing track. Các bạn đánh khoảng 106 đúng như cái bài ha. Hoàng cũng làm cái backing track gần như là 90%, là giống như cái ban nhạc Wham họ làm. Rồi, nếu mà cái video của Hoàng nó có hữu ích, mong các bạn subscribe kênh để ủng hộ Hoàng, cũng như là chia sẻ và nhấn nút like nha. Cảm ơn các bạn nha. Rồi, chúng ta vào bài thôi. Bây giờ ta tập tay phải ha, tức là cái melody thì mình có hai cái cách để tay. Một là để tay thấp, hai là để tay cao. Đây là cái nốt đô 4 này, là cái giữa ở giữa cái bàn phím đó, đô 4 đây nè. Thì mình đặt cái ngón số 4 là 1 2 3 4 vào nốt re. Nhớ chưa? Hoặc là mình di chuyển lên đây và mình quyết định chân này luôn đi, bởi vì mình phải đệm tay trái ở cái chỗ này nè. Rồi mình đàn nhiều quyết định mình tập ở trên này ha, đặt ngón 4 vô. Rồi. Bây giờ mình đi lướt qua cái phần melody nè. Đó, các bạn cứ theo cái số ngón tay y như vậy mà làm nha. Mình Hoàng đã viết lên trên bài hết rồi. Rồi tiếp theo chỗ này mình dời, thay vì đánh ngón 5 ha, mình đánh ngón 4 và nốt mi. Rồi, đây là ngón 2 nè. Vì mình có thay đổi nè. Đó, cái chỗ nè. Đô si, đô si là 2, 1, 3, 2. Các bạn nhìn kịp không? Đó. Rồi bây giờ tiếp luôn là cái đoạn, nó có cái đoạn gọi là đoạn giang tấu. Mình dùng đó là dùng giang tấu hoặc là intro cũng được. Đó là son. Mình để cái ngón tay rộng ra bằng một cái quãng trám này. Son, son, son. Nha. Son, hai. Ba, bốn. Rồi cái chỗ này là ngón năm. 5321, 5321. Đưa ngón 2 xuống. Đánh cái ngón nốt phà, ngón 2. Rồi mình giữ đó, mình đổi luôn, mình đổi thành ngón 1 luôn nha các bạn. Rồi. Mình giữ mình đổi lên thành ngón 1 nè. Đó, tương tự như vậy, chỉ là mình dời lên một nốt nữa thôi. Lát và. Này các bạn nè. Đó, rồi bây giờ dời đi. Nè, dễ lắm ha. 2, 3, 4. 2,
3, 4. Rồi tiếp theo tam. Thì là ngón 4 ngay chỗ này luôn. Thấy chưa? Rồi. Cái bài này mình đánh tay trái thì cái phần đệm của nó Hoàng khá là phân vân, không biết hướng dẫn các bạn thế nào. Thế này là thôi, cuối cùng là Hoàng quyết định bài cho các bạn đánh là 1 5 8 ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 thì 1 5 8. Rồi, cứ nhắc đi. Đó. Rất là đơn giản, đây là đô trưởng. Bài này chỉ có 4 hợp âm thôi các bạn. Đó là đô trưởng. Rồi, la thứ. Rê thứ, son, ha, có 4 cái hợp âm rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình ráp sơ sơ thôi, ha. Tiếp cái phần giang đấu nhé. Rồi, đã, dễ vậy đó. Rồi tương tự như vậy, ta có cái đĩa kiểu đệm 2. Thì kiểu đệm 2 thì mình cũng làm rất là nhiều lần rồi. Đó là 1. À. 1.
và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và. Rồi, nhưng mà như vậy thì nó đơn điệu quá, cho nên Hoàng có thay đổi chút xíu là 1 và 2 và 3 và 4 và 1. 1 2 3 4 và 1 2 3 4 và 1. Rồi nếu mà qua la thì sao? Qua re nha. Qua son. Đó, vậy thì cứ thế ta ráp vào cái thành cái kiểu đệm 2 nha các bạn nha. Mà chúc các bạn đã hoàn thành xong cái bài này. Hoàng dặn dò xíu, bài này khó thì không khó, nhưng dễ thì cũng không dễ đâu. Các bạn muốn đánh hay thì các bạn hãy tưởng tượng mình là một nhạc sĩ, chứ các bạn đừng tưởng tượng mình là chỉ là cái người học đàn ha. Các bạn mình tưởng tượng mình là một người nghệ sĩ đang chơi đàn. Mình đang chơi mà, âm nhạc là để chơi mà các bạn, không có phải là để mình nâng cao học thức học thuật gì ở đây đâu. Âm nhạc cuối cùng tóm lại chỉ là mình đang enjoy với âm thanh, đó là một ngôn ngữ ha các bạn ha. Rồi bài này chỉ có 8 ô mà có 4 hợp âm, tức là một hợp âm đánh 2 ô, cực kỳ đơn giản. Đô là rê son, đô 2 ô là 2 ô, rê 2 ô, son 2 ô. Rồi sau đó lặp đi lặp lại. Thế thôi. Đó, cấu trúc cực kỳ đơn giản. Ha các bạn, cái phần melody nó có biến tấu theo kệ nó. Đó, mình cứ đàn như vậy, mà mình muốn biến tấu theo nó cũng được, mà mình không muốn biến tấu theo nó cũng được. Ha các bạn ha. Rồi, các bạn đàn chung với cái backing track của Hoàng á, cái đó cũng khá là quan trọng. Hoàng làm thêm cái phần backing track để giúp cho các bạn tưởng tượng các bạn đang đàn chung với một ban nhạc. Cái việc mà đàn chung với ban nhạc quan trọng lắm các bạn. Bởi vì trên thực tế nếu mà mai mốt các bạn mà đàn chung với ai đó thì rõ ràng mình đàn thì mình phải lắng nghe nhau, thì nó mới đi cùng một cái tốc độ. Còn ai cũng phần ai nấy đi thì không thể nào là một cái ban nhạc hay được. Đó, và vì thế mà các bạn hãy cứ tập trung với là cái backing track mà Hoàng đã làm cho các bạn nha. Nếu mà cái kênh của Hoàng nó hữu ích á, thì mong các bạn subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng biết đến, để Hoàng có cái động lực Hoàng làm thêm nhiều video khác nha các bạn nha. Rồi, mùa Giáng sinh này chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Thank you.
Thank you.